Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần 2. Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt quan trọng này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã huy động hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ, hàng trăm xe đặc chủng tham gia các khối diễu binh diễu hành, biểu diễn võ thuật. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tới dự và chúc mừng các cán bộ chiến sĩ nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng. Trong tiếng quân nhạc, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ nhất được tuyển chọn từ các trung đoàn, các đơn vị cảnh sát cơ động trên cả nước đã xếp chữ, diễu hành, diễu binh qua khán đài, thể hiện sự tự hào của đơn vị có bề dày truyền thống 50 năm. Để có được lễ diễu binh và biểu diễn võ thuật nhuần nhuyễn này, nhiều tháng qua, các cán bộ chiến sĩ được lựa chọn đã hăng say luyện tập trên thao trường, tất cả với mục tiêu là thể hiện tốt nhất những kỹ năng nghiệp vụ trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, lực lượng cảnh sát cơ động trong 50 năm qua. Đồng thời, người đứng đầu chính phủ cũng có những yêu cầu cụ thể với lực lượng cảnh sát cơ động trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động, thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp, sát thực tiễn trong và ngoài nước, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, chống phá cách mạng Việt Nam, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hậu cần, kỹ thuật. Thủ tướng cũng đề nghị các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục dành sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân anh hùng nói chung sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luôn dũng cảm, chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình, xây dựng văn hóa tận trung, chia sẻ, thấu hiểu và ngày càng tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân, kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm, nhân văn, có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự, vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho tập thể cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã trao huân chương chiến công hạng nhất tặng những cá nhân có nhiều cống hiến, thành tích xuất sắc, đóng góp chung vào sự phát triển của lực lượng cảnh sát cơ động trong thời kỳ mới. Đây là cuộc sức quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của một nước, được trưng cho để lá cờ đỏ sao vàng mãi tung bay trên bầu trời thân yêu của Tổ quốc. Thank you.
thế này là bốn sĩ quan trung đoàn không quân công an nhân dân với nhiệm vụ trực tiếp tham mưu giúp tư lệnh cảnh sát cơ động quản lý điều hành hoạt động bay phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng chống tội phạm tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phòng chống thiên tai thiệt hại quyết tâm xây dựng đơn vị thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thực hiện nhiệm vụ